Bồ Đào Nha đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước Slovakia ở vòng loại Euro 2024. Trong trận đấu này, Bruno Fernandes là người hùng của đội bóng đảo Iberia khi ghi bàn thắng duy nhất ở phút 43. Ronaldo thi đấu khá mờ nhạt trong trận đấu này. Thống kê cho thấy anh tung ra 6 cú dứt điểm, có 3 lần trúng đích nhưng không thể chọc thủng lưới đối thủ. Không những vậy, Ronaldo còn phải nhận thẻ vàng sau pha va chạm với thủ môn Martin Dubravka của Slovakia. Trong tình huống tranh chấp, có vẻ như siêu sao số 7 quá ham bóng. Điều đó khiến anh không kịp rút chân về, rồi đạp vào đầu thủ môn của Slovakia. Tiền đạo của Bồ Đào Nha liên tục ra dấu khẳng định mình vô tội. Cuối cùng, trọng tài phạt thẻ vàng với CR7 sau khi tham khảo VAR. Nhiều quan điểm cho rằng, Ronaldo xứng đáng nhận thẻ đỏ trong tình huống này bởi tính chất pha bóng nguy hiểm. Dù vậy, với tấm thẻ vàng này, ngôi sao của Al Nassr cũng bị treo giò trong trận đấu tiếp theo với Luxembourg. Từ đầu vòng loại Euro 2024, Ronaldo đã nhận tới 3 tấm thẻ vàng. Điều đó khiến anh bị treo giò do nhận đủ số thẻ. Việc bỏ lỡ trận đấu với Luxembourg khiến cho CR7 không có cơ hội cải thiện thành tích ghi bàn cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Luxembourg là đối thủ ưa thích của C. Ronaldo. Trong quá khứ, tiền đạo này đã ghi 11 bàn thắng vào lưới đội bóng nhược tiểu ở châu Âu. Mới đây, C. Ronaldo vừa bị Messi vượt mặt ở kỷ lục ghi dấu giày vào bàn thắng cho đội tuyển quốc gia. Anfield có 104 bàn thắng và kiến tạo 53 bàn cho đội tuyển Argentina, ghi dấu giày vào 157 bàn, cao hơn con số 156 bàn của CR7, ghi 123 bàn, kiến tạo 33 bàn. Trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Luxembourg diễn ra vào lúc 01:45 ngày 12 tháng 9. Bồ Đào Nha đang dẫn đầu bảng G với 15 điểm sau 5 trận. Họ tràn đầy cơ hội giành vé tham dự Euro 2024.